Ta-da. Chào mừng các em đã đến với kênh của chị Heo Sinh. Ngày hôm nay chị Heo Sinh sẽ review tập phim Búp bê đất sét. Cùng bắt đầu thế nào. Nobita đi lên phòng thì thấy một hình nhân đang ăn vụ bánh rán. Doraemon vừa mở cửa ra thấy vậy liền hét toáng lên: ta nhờ mi lấy giúp chứ có kêu ăn giùm luôn đâu. Sau đó cậu ta rút cái râu trên đầu của nó và cắm lại mặt của mình. Đây chính là búp bê đất sét. Chỉ cần lấy một sợi tóc của ai đó gắn lên đầu của nó sẽ nhanh chóng biến thành người đó ngay. Nobita lúc này mới nhận ra con búp bê này có thói quen ăn vụng và quả chân ngắn giống y như Doraemon, mà cậu ta phì cười không nín nổi. Doraemon nghe vậy giận dữ bỏ ra ngoài. Nobita nhanh tay thử lấy sợi tóc của mình gắn vào đầu của nó, ý như rằng nó giống cậu như đúc. Nobita muốn nó làm bài tập giúp mình, nhưng một lúc sau Nobita đã hiểu ra đầu óc của nó cũng giống như cậu ta nên cũng làm bài tập sai bét mà thôi. Mẹ nhờ Nobita đi chợ, thế là Nobita lại sai con búp bê làm thay. Mẹ chờ quá lâu nên yêu cầu Nobita phải đi tìm ngay xem sao. Cậu ta chạy đi tìm thì chợt nhớ tới thói quen của mình và chạy ra bãi đất trống, ý rằng con búp bê cũng đang làm biếng và tính ngủ trưa ở trên ống cống luôn. Đúng lúc này trời đổ cơn mưa, Nobita kéo cậu ta về nhà. Vì là đất sét nên khi gặp nước sẽ dần bị tan chảy ngay. Vừa về tới nhà, mẹ nhờ Nobita hãy lấy đồ giúp mẹ vào trong. Nobita lại sai ngay con búp bê đi làm giúp. Ai dè ra trời mưa lớn, người nó tan chảy và dính đầy bùn đất vào áo đồ. Mẹ bực điên lên mắng cho nó một trận. Nobita vội vàng lôi nó vào trong nhà và sấy khô người cho nó. Cậu ta ước gì nó có thể hữu ích hơn thì tốt quá nhỉ. Lúc này Doraemon đi về, Nobita mượn cậu thêm một con búp bê nữa. Nobita dùng cánh cửa thần kỳ lặng lẽ đi tới phòng của Dekisugi, nhổ một sợi tóc, và giờ thì đã có búp bê đất sét Dekisugi để làm bài tập giúp cho cậu ta rồi. Doraemon liền so sánh búp bê của Deki với búp bê Nobita, thật sự là một khác biệt lớn. Lúc này mẹ cũng nhờ Nobita xuống bóp vai giúp mẹ. Nobita bắt đầu dùng búp bê chai An để giúp mẹ đấm lưng. Con búp bê này làm việc rất mạnh tay nên mẹ cũng rất thích. Nobita vừa lên phòng chưa kịp ăn bánh thì búp bê chai An cũng đã lên tới, nó liền cướp bịa bánh và ăn mất. Nobita lại tới nhà của Sunio lấy tóc và gắn vào búp bê, rồi sai nó về nhà Sunio lấy đồ ăn vặt mang tới cho mình. Nhưng cuối cùng chẳng ai được ăn cả, vì búp bê chai An với bản tính hung hăng và y như bản chính nên đã trấn lột hết của mọi người. Nobita nhìn đống búp bê thấy thiếu gì đó, hóa ra là Shizuka. Nobita tới đúng lúc Shizuka đang tắm, cậu ta cũng lặng lẽ chôm một sợi tóc. Búp bê của Shizuka xuất hiện nhưng lại không muốn chơi với Nobita mà chạy tới chỗ của Dekisugi đang làm bài tập. Nobita tức điên lên, nhưng vốn dĩ nó vẫn là điều bình thường vẫn diễn ra hàng ngày mà. Nobita cảm thấy thật chán ngán, không vui tí nào cả. Đúng lúc này Chai An lại mò tới nhà tìm vì nghi ngờ Nobita đang làm chuyện mờ ám. Bắt gặp đống búp bê đất sét đầy phòng như vậy, Chai An đe dọa và mượn luôn. Tất nhiên là cả hai không dám từ chối rồi. Về đến nhà mình, Chai An nằm hưởng thụ cho búp bê Nobita quét nhà, búp bê Sunio sửa đồ, búp bê Dekisugi làm bài tập. Còn búp bê đất sét Chai An thì cũng được đặc quyền giống như cậu ta. Búp bê Shizuka thì phải đi làm bánh, còn gì sung sướng hơn nữa chứ. Cả bọn búp bê tính quay lại coi có sơ muối được miếng nào không, nhưng bị Chai An nhìn cho một phát, đứa nào đứa nấy lại đi về vị trí cũ của mình. Mẹ Chai An sai cậu ta hãy đi giao hàng, nhìn đá búp bê này chắc chắn không ổn rồi, chỉ có Chai An mới đủ sức khỏe và đủ sức mạnh để làm thôi. Thế là cậu ta biến tất cả những con búp bê kia thành 5 búp bê Chai An để đi giao hàng cho lẹ, còn mình thì tranh thủ cũng nằm nghỉ ngơi và ăn bánh. Nhưng mới một lúc chúng đã tập trung lại một chỗ rồi cướp cái bánh trên tay đang ăn. Có những 5 con búp bê Chai An mà một cái bánh nên chúng bắt đầu đánh nhau để giành. Chai An muốn cản 5 đứa kia lại nhưng cậu ta cũng không địch lại nổi và bị ăn một cái đấm oan. 5 con búp bê cứ thế mà cạnh tranh đấm đá nhau và vô tình hợp lại thành một Chai An khổng lồ. Nó ăn cái bánh tí tí rồi rống lên như một con khỉ đột. Chai An sợ hãi quá mà bỏ chạy. Có một em bé đang đi ngang qua cầm trên tay cây kẹo mút và liền bị búp bê Chai An chấn lột mất. Em bé sợ quá khóc thét lên rồi bỏ chạy. Shizuka và Sunio đang đi tới thấy búp bê Chai An thì liền tỏ vẻ ghét bỏ. Nó nhìn thấy trên tay của Sunio có đống đồ chơi cũng đi lại chấn lột luôn. Hai người sợ hãi bỏ chạy nhưng con búp bê kia vẫn cứ đuổi theo. Chai An lúc này không biết phải làm gì hết thì đúng lúc bắt gặp Nobita và Doraemon đang đi tới. Chai An vội vã nói Doraemon hãy làm gì đó đi, nhưng con búp bê này khổng lồ quá và quan trọng nó còn có sức mạnh của Chai An nữa chứ. Nobita nghĩ ra búp bê đất sét rất sợ nước, vậy là Doraemon lấy ra 5 cây súng. Điều quan trọng là mấy cây súng này quá bé nhỏ, không đủ để làm ướt người nó thì làm sao mà tan chảy được chứ. Ngược lại càng khiến nó giận dữ hơn và đuổi theo cả đám bọn họ. Doraemon lấy ra một vòng dây suối nước nóng, sau đó các bạn lại dụ nó qua bên này. Cả bọn làm trò lêu lêu để khiêu khích nó, nhưng nó cũng khá tỉnh, đâu có ngu, không hề bị lừa như vậy. Nó liền bước qua vòng dây, Sunio chạy không kịp nên đã bị nó đạp lên người. Cũng vì thế mà nó mất thăng bằng, ngã đè trúng người của Shizuka. Cả đám vội vàng kéo cô bé thoát khỏi nó. Ai ngờ đâu con búp bê đã đứng dậy, giờ thì toang thật rồi.
có gì đó cũng không ổn, con búp bê như đang biến hình. Có lẽ là tóc của Shizuka đã dính vào người của nó, nên bây giờ nó lại biến thành búp bê Shizuka. Búp bê Chai An cũng không chịu, nên cả hai cứ biến qua biến lại thật là thất thường. Cuối cùng, búp bê của Shizuka cũng đã chiến thắng. Vì mê nước nóng nên búp bê đã tự xuống hồ ngâm mình. Sau một hồi thì nó cũng đã tan chảy hết. Mọi người rất vui vì Shizuka đã giúp mọi chuyện êm xuôi rồi. Chỉ có Shizuka là cảm thấy xấu hổ thôi, chứ đám con trai kia thì lại cười rất khoái chí. Vậy là tập phim đến đây là hết rồi. Cảm ơn các em đã theo dõi video của chị. Nếu thấy hay hãy nhớ like và bình luận ở phía bên dưới. Hẹn gặp lại các em ở những tập phim tiếp theo. Xin chào tạm biệt.